các bạn đã giới thiệu các bạn một sản phẩm nó máy chiết xuất dung dịch đặc sệt. Các bạn có thể chiết được cao này, chiết được dung dịch hóa chất này, chiết sơn này, chiết dầu này, chiết dầu ăn này, chiết chiết giò này. Ở đây là giò này, thịt mà mình đã xay nhuyễn rồi này. Mình đã chạy thử nhá, đây mình chết hơn số lượng là ít nhá. Các bạn có thể đầy phễu nhá. Cứ để chú cầm cháu nè. Cầm đây. Đây các bạn, đây sau đây mình chết này. Đây là điều chỉnh thông số chết dài ngắn này. Đây là con số này. Đấy. Cầm nhá. Rồi. Chiết máy. Chiết dung dịch, chiết giò. Giò ngao cân á. Cao này. Dầu này. Vật này. Máy bóc vỏ lạc này, tủ hấp giò chả này. Máy xay nhuyễn thịt này. Đây chúng tôi có cái loại đây là chiết từ 0 đến 300 này, từ 0 đến 500 này. Tất cả máy đều là inox hết nhá. Đấy. Đây là phễu này. Cơ máy viên thịt này, máy thái thịt này. Đây nè, điện đây nè. Lò pha thịt này, lò nướng thịt này. Rất nhiều các loại máy nha. Rồi để cho thôi.